động ngay. Động động ngay. Ui, tắm mắt, tắm mắt, tắm mắt. Solo, solo cá khủng luôn. Trôi, 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 anh em ơi. Chạy nha. Chạy á. Chạy mới xuống tôi á. Cần này. Chạy xuống tôi á. Đặt luôn. Rồi thôi rồi. Bóng ủng ấy. Mưa gió này. Phương Thảo Fishing chuyên cung cấp lưỡi ngũ thép xịn, phao câu lục đầu cần câu 8H10H bạo lực, vui lòng. Kết bạn Zalo 0925526083. Anh em nhìn chưa? Vào ngay. Đóng ngay. Đóng đóng. Đóng ngay. Ui, chăm 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 anh em ơi. Anh em nhìn chưa? Vào ngay. Đóng ngay. Đóng đóng. Đóng ngay. Ui, chăm 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 anh em ơi. Chạy. Lần đầu tiên ngày trời mưa. Cần này. Mất chạy. Chui em ơi. Hàng rồi. Chạy rồi con chó. Đấy mới là hàng các bác ạ. Đấy mới là hàng này. Ủa chui khỏe lắm. Chui khỏe lắm nhưng rất tiếc cần của tao phải hơn chúng mày. Rất tiếc cần của anh còn phải hơn. Con này phải dòng lúc nó mới mệt được, lâu lắm mới đóng được hàng to. Đã quá. Con này nó nuôi thẳng dễ mất anh em nhé. Nhưng mà nó không ngờ là dây em là dây dù. Lỗi chưa, lỗi chưa. Mày không ngờ dây tao dây dù đúng không? Đứt làm sao được. Đẹp, 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 đẹp. Một lúc là lỗi ngay mà anh em ạ. Không ngờ dây anh mày là dây dù đúng không em? Wow. Đấy, chật nơ anh em ạ. Giỏi đánh hay trôi thế. Cái giống cá trôi này nó chỉ khỏe cái lúc đầu có lôi, về sau là lôi mãi nó oẳng ngay, yếu ngay. Không sao được hàng đẹp. Yeah, được hàng đẹp này là vui rồi. Đó lắm mê được con bự bự cho anh em xem nhá. Đã thật luôn, chú đã thật đấy. Bố ta thở này. Hết hơi. Này là nên là hết hơi rồi. Sướng quá, đẹp. Yêu.
Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất trong ngày anh em này. Wow, cái gì thế vậy? Cô cá cái gì thế vậy? Cảnh tượng đẹp nhất trong ngày các bác ạ. Thật cá thế này nó gọi là siêu siêu bá đạo. Dã man. Sướng thế nhỉ. Đấy, anh em thấy chưa? Mồi ủ đánh nục chưa? Dã man siêu bá đạo. Cái này họ đóng thêm con nữa, ba con đi. Đẹp tuyệt vời. Những con sọc đôi này gỡ thận anh em nhé. Mọc lưới từ từ nhẹ nhàng. Đấy. Gỡ từng lưỡi. Một em. Dãy cái gì mà dãy. Một em ra bờ. Wow. Con này đóng sâu lắm. Wow. Dạ. Cái gì thế này? Một phát hai em dã man. Con này gầy quá. Gầy mấy chúng tôi cũng bảo rõ hết. Gầy mấy béo là cũng thịt hết. Một em. Con này cái dày mình hơn này. Cảnh tượng đẹp nhất trong ngày. Hai em. Gầy mấy béo chúng tôi này. Quá đẹp. Ôi, ở đây này. Con này cũng mất gỡ. Ôi, ở đây này. Con này cũng mất gỡ. Chù. Con này chỉ mất gỡ. Anh em nhìn dã man chưa? Ủa mắc mỗi lưỡi lưỡi. Chưa, con này mắc mỗi lưỡi. Cái vật vào em đúng không? Tuột làm sao được nữa, con này mà tuột nữa là chết, tuột một con đấy bạn. Đây đây, zoom. Đẹp luôn. Béo quá đấy, còn lái mà gọi là chất lượng chắc thịt này. Ôi trời. Ôi trời. Con gì nhỉ? Ôi. Ôi giật quá. Kinh nó kéo con này kéo khỏe chặt bóc vào linh này, sợ chưa? Đây, linh của anh này nó bong là hẳn nào. Thẳng đứa đừ luôn. Một nữa giờ đâu rồi. À lưỡi đây. Đây rồi. Ôi. Bóng bóng hàng anh em ơi. Chết mắc cần nó. Ôi mắc cần nó rồi anh em ơi. Hai cần rằng. Ôi. Mày ơi. Ui, chép anh em ơi. Chép cổ. À. Trời ơi, đóng lắm. Ôi, đóng cần đơn anh em ơi. Đã quá. Wow. Mày nhớ chạy 10H của tao đấy. Thì tối đến trường. 4 tiếng hồ giờ nó đâu con anh em ạ. 4 tiếng hồ giờ đâu con này. Chạy đầu con. Dày quá, 4 tiếng hồ của em anh em. Từ 9 giờ giờ hơn 1 giờ hơn đâu có chắc. Ôi, dày quá.
Ôi anh em ơi, không kịp gỡ cần kia ra. Để tí này nó gỡ rồi. Phê phê quá. Mắc mắc không? Anh em ơi, 10H của em này anh em ơi. Quay cũ luôn, cũ luôn. Ôi chết tôi, chết tôi, tôi phải dòng nó ra anh em nhé. Của tao ấy mày chạy đâu cầm ngoái tay luôn các bác ạ. Đã thế à, nhầm nhìn này sợ sợ chưa, con này còn khỏe lắm. Cần này em chắc chắn các bác là nhấc một phát tổng con này lên bờ luôn. Phê quá mày ai không chép tổng anh em một phê chưa đồng vào nhá anh em nhá. Đây. Rồi rồi, chiếc máy đây được dao đã. Rồi. Rồi, chiếc máy này phải đang bắt nhá. Con này không được chạy nữa rồi. Con này không được chạy nữa anh nào. Đóng thọc cần của tao đi. Tiếc là không nhất thì cái cần đơn ra nó xuống rơi rồi anh em thấy chưa, mang cái vật xì đà đi ở đất là nó may mắn, vật xịn không bằng đâu, vật xịn không bằng đâu các bác ạ. Thôi 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 nhá. Ôi chết rồi anh em ạ. Này nó rút cây khó xúc này. Ok. Thôi 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 thôi. Anh đã bảo mày là thôi. Anh đã bảo mày là thôi cơ mà. Về chưa? Úi giời. Úi giời. Đóng lòng quá anh em. Úi. Úi giời ơi. Bắn lắm rồi. Úi giời. Úi giời. Đóng lòng quá anh em. Úi giời ơi. Bắn lắm rồi. Úi đẹp quá đẹp quá. Úi giời ơi anh em ơi. Úi giời. Chơi 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 rồi. Trời ơi các bác ơi, cẩn đã quá. Con này nhìn con này to lắm. Ui con này to lắm. Con này to lắm rồi. Ui dài ơi, chạy đâu. Con này to quá. Ui dài. Trời ơi. Ui dài. Ui dài. Ăn thử, ăn thử, ăn thử, ăn thử, ăn thử. Phê kim, phê kim. Ui, đen, 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 anh em ơi. Đen rồi. Ui, cháu mình cần tay đóng cái này sướng thật. Khỉ quá. Mất chạm, mất chạm. Về, lên rồi. Cái này giờ phải lên. Mất chạm lắm. Con này dễ ác quá anh em ạ.
đấy. Ui ui, đóng rồi, đóng rồi. Đóng nó anh em ơi. Thằng cụ rồi, cụ rồi. Ui ui, đóng rồi, đóng rồi. Còn là bụi hàng cụ. Đúng rồi, hàng cụ, hàng cụ anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Đấy. Đã chưa anh em ơi? Rồi. Tuyệt vời. Đóng hàng cho vào dọn. Ốc dưa. Ủa hàng của anh em ơi. Ui. Hàng của anh em ơi. Ui. Wow. Ui. Đúng rồi, hàng khủng, hàng khủng rồi. Ui. Còn đây cũ rồi. Ui, đen. Đen anh em ơi. Đống đen rồi. Chạy đâu? Đúng đây. Ui, con này có này, có luôn anh em ạ. Ui. Vào đây. Cần khỏe. Anh em ơi, cắm viên cắn lên đang ngay. Cần khỏe. Đặc quá. Mất chạy. Ui, cố gắng nghỉ này, mất chạy. Nhìn thấy cần khỏe táo man chưa? Rồi cái tắm hắt nhé. Để môi con này vào vượt ạ. Hôm nay cầm không cần vật to, cầm vật bé. Phê quá anh em ơi. Nghe làm nhân. Này cả mỗi vật còn đi các bác ạ. Chấm đèn to quá anh em ạ. Này đã chưa các bác ơi? Phê chưa? Nó lắm này mới đóng lại em hàng chấm đèn phê quá các bạn ơi. Cá phê chưa? Các bạn thấy cái này sướng không? Dã man. Ôi giời, con gì to đấy? Wow. Đồ phi to chưa anh em ơi? Ôi giời, con gì to đấy? Wow. Đồ phi to chưa anh em ơi?
Ui, ui đồ phí to chưa? Đồ phí to bụi to lắm mỗi người. Cháu mất. Về. Anh em này đồ phí to quá lắm mỗi người. Cần, ngọn cần của em này. Cháu mất nhá. Còn này dễ mất lắm. Ui xời. Ơi, nhau con này dễ mất. To quá. Phê quá. Wow, con này hơn cân. Phê quá anh em ạ. Bụi cũ tỏ luôn, sướng thế. Anh em thấy em gỡ nữa chuyên nghiệp không? Sướng thế cái này. Cái này sợ đánh vào tay lắm anh em ạ. Bây giờ phải quay cái khăn mặt thì đẹp. Ui. Các bác nhìn sướng chưa? Đã mà ăn chưa? Kéo mất. Nằm yên. Dã man chưa anh em này? Sướng quá, cầm này nó trơn. Ai mang cho tôi cái khăn mặt bây giờ? Dã man. Cuộc đời cầu lai nó phê. Vào đây. À đây, kéo mất. Sướng quá. Ồ, tỏ dã man các bác ạ.